Hôm nay em về được cái lô thân đèn của Gokfit hàng chính hãng, giá siêu hời luôn các bác ạ. Có loại 16 bóng led và 84 bóng led này. Đấy, bên này sẽ là cái mẫu 84 bóng nha. Đấy, còn bên này là cái mẫu như này thì là mẫu 16 bóng này, mà đặc biệt này, cái đèn này nó sẽ là hàng 2 trong 1 đây này các bác này. Như cái đèn này là đèn 16 bóng led này, là thiết kế là chân pin phổ thông và phía sau là có cổng USB như thế này, các anh sạc điện thoại được luôn này. Đó, còn cái này là đèn 84 bóng. 84 bóng thì đó là cái loại mà gọi là siêu sáng nhất luôn, sáng nhất trong tất cả các loại đèn led nha các bác nha. Và đây là hàng chính hãng của Gokfit cho em. Nếu mà hôm nay mà anh nào mà có nhu cầu mua những cái đèn Gokfit như này, cái đèn này là thân đèn chưa có pin nhá các anh nhá. Về canh nắp và pin phổ thông cho em. Đấy, anh nào mà chốt pin thì là mình lên đơn pin. Đấy, còn đèn thì nó chưa có pin. Và với cái thân đèn em báo giá luôn này, cái đèn Gokfit 16 bóng này này, hôm nay giá có 250.000 thôi. Còn cái đèn Gokfit mà 84 bóng này này thì giá của nó sẽ là 350.000. Nó sẽ là xài chân pin phổ thông và có cổng USB như thế này. Đấy, canh vừa làm đèn và vừa làm chân sạc điện thoại được nhá. Đấy, canh cần cái mẫu bao nhiêu bóng thì mình có thể liên hệ cho bên em. Đấy, còn bên này thì là có một cái thùng mỏ đỏ. Đấy, em mới về là có ít thôi, nó có vài chục cái thôi. Cái mỏ hàn này canh gọi cho em là mỏ hàn cơ này. Mỏ hàn cơ thì là hôm nay với mức giá cho em là 170 nhá. Các bác gọi cho em là mỏ đỏ. Đấy, lên đơn thì đặt hàng gọi cho em là mỏ đỏ. Cái này là mua về để hàn chì, hàn thiết cho em. Trời ơi, chất lượng mà nó bền lắm luôn đấy các anh ạ. Đấy, hôm nay nhá, cái mỏ đỏ này là giá có 170 thôi là cũng được bao ship này. Nhưng mà mua cái mỏ hàn này thì nó chưa theo chì hàn nhiệt thông. Nếu mà anh nào mà muốn mua thêm chì hàn nhiệt thông này, đây nhá, em tư vấn canh. Cái chì này là chì tâm. Chì sợi tâm là cái quận mà quận nhỏ này này, quận 100g này này là giá 35.000. Đấy, còn đây là chì bún này. Chì bún thì cái sợi nó to hơn. Cái chì bún này thì em tính theo cân nhá, 500.000 một cân nhá. Đấy, anh nào muốn lấy bao nhiêu lạng thì báo để em bóc tách ra. Còn nhựa thông đây, nhựa thông thì là 10.000 một lạng, em cứ đóng túi một như này, mỗi một cái túi này là một lạng là 10.000. Đấy, anh nào muốn mua thêm chì hàn này nhựa thông thì là báo em. Còn cái mỏ đỏ thì hôm nay là giá là có 170.000 thôi là bao ship, là nó chưa theo chì hàn với nhựa thông. Nhưng mà cái mỏ hàn này thì khẳng định canh là dùng bền ơi là bền luôn, bởi vì là bên em đã có trải nghiệm rồi. Các bạn nhân viên kỹ thuật nhà em là dùng đến cả chục năm nay rồi, nó vẫn cứ hoạt động ok lắm, nó chưa có xảy ra một cái vấn đề gì. Đấy, bền mà giá rẻ. Chốt đơn thì gọi cho em là mỏ đỏ nhá, là giá 170 thêm bao ship này. Còn cái đèn này, những cái đèn Gokfit này này, đấy, anh nào mà chưa có pin nha, mình nhớ mua thêm pin. Xong để bây giờ em sẽ lên để tư vấn cho canh nhiều các mã pin mới sạc như thế này nhá. Đây canh tham khảo thêm pin sạc thì có thể alo trực tiếp cho nhà em số điện thoại trên màn hình nhá. Đây này, pin đây này canh này. Pin là bên em sẽ có cả pin 10 cell này, 15 cell hoặc là pin 20 cell. Nếu như mà hôm nay mà canh chốt những cái quả pin của Gokfit như này nhá. Đây, những cái quả pin này em xin lỗi, pin của Boxun. Với những cái quả pin của Boxun như thế này này thì em có cả pin 10 cell, 15 cell và pin 20 cell. Nếu mà canh mà mua pin 10 cell là giá có 199.000 thôi. Còn cái quả này là quả 15 cell này. Quả 15 cell là có giá 270.000, còn cái quả pin 20 cell của Boxun thì nó giá có 350.000 thôi. Tức là canh muốn mua loại bao nhiêu cell để canh báo cho em. Còn với cái pin mà nó khuôn tiền hơn nhá thì là canh lấy cái pin này, pin 10 cell của Mazda đây là giá có 170.000 thôi. Đấy, còn nếu như mà canh mà muốn sử dụng pin Drama này, pin Drama thì em có cái pin 15 cell như thế này thì là giá 270. Còn pin Drama mà cái loại pin 20 cell nó cũng có loại tầm 400 hoặc 500 một quả. Ngoài ra thì em có cả pin đất tông này, pin Hukan này. Đấy, nó có nhiều phân khúc luôn. Nếu như mà canh muốn mua ở tầm tiền nào thì canh có thể báo cho em. Đấy, còn đây là sạc. Nếu như mà canh mà lấy cái sạc bàn màu đen này nhá thì giá là 70.000 này. Đây là những cái sạc phổ thông, canh sạc được cho cả pin 10 cell, 15 cell rồi pin 20 cell luôn mà giá có 70.000 thôi. Còn cái sạc xanh này này, cái sạc xanh này thì là giá 120 này. Cái sạc xanh này nó là cái sạc của Kutan. Đấy, mà cái sạc này thì hôm nay giá có 120 thôi nhá. Đặt hàng nhá, canh gọi cho em là sạc bàn màu xanh nhá. Giá 120 này, hàng chính hãng luôn này, logo dập lửa trên máy như này cho em này. Đấy, với mức giá là 120.000 này. Bên này thì là một cái bộ máy khoan pin 13 ly. Cái mã này là máy khoan pin 13 ly màu xám. Và với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 850.000. Đấy, chốt đơn mã này nhá, đặt hàng nhá, canh gọi cho em là chọn bộ khoan pin 13 ly màu xám của Kutan. Có mức giá cho em là 850.000. Đấy, nó sẽ có 3 chức năng này. Có chức năng bắn vít này, chức năng khoan này, chức năng búa hỗ trợ khoan tường và điều chỉnh 20 cấp chuột như này cho em này. Với mức giá hôm nay là 850.000 thôi. Một bộ là đầy đủ như này cho em. Có 2 pin một sạc luôn, một thân máy, 2 pin một sạc nhá. Cái pin này là pin 10 cell này. Đấy, mà con máy này thì nó là đầu auto lock.
Đó, đầu Autolock đầu 13 ly và hàng có khóa trục. Bình thường á, nếu như mà ra thị trường canh mua những cái con máy khoan 13 ly mà có khóa trục nhá, bao giờ cũng phải mua với mức giá triệu 2, triệu 3 là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà ngày hôm nay trên live của nhà em là anh mua được cái giá có 850.000 thôi. Nó là cái mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Anh nào không mua mã này là tiếc, cực kỳ là tiếc luôn. Số lượng em hết rồi, còn có 3 bộ thôi đây này. Còn có 3 bộ thôi nhá. Anh nào nhanh tay là mình sẽ mua được cái mã này luôn. Đặt hàng thì canh nhớ gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xám của Kutan, chọn bộ như thế này, nguyên hộp như thế này, với mức giá chỉ có 850.000. Đấy, còn bên này thì em giới thiệu cho canh là một cái mã máy khoan bê tông mà ngon bổ rẻ nhất. Đấy, đây, canh tham khảo cho em mã này nhá. Cái này canh gọi cho em là khoan bê tông của Dalot. Máy khoan bê tông của Dalot thì hôm nay với mức giá là 560.000, hàng 3 chức năng đây, có đảo chiều, đầu mũi khoan 2-26. Với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 560.000 đồng. Đó, lên đơn đặt hàng thì canh gọi cho em là máy khoan bê tông của Dalot, giá 560.000 thôi. Giá thật sự luôn, rẻ hơn cả những con máy khoan tay ngoài thị trường canh ạ. 560k cho em. Chốt đơn đặt hàng canh gọi cho em là bê tông Dalot với mức giá 560.000. Nhưng mà lưu ý cho em này, cái mã này là không theo hộp đựng máy nhá. Canh nhận về chỉ có máy và tay cầm thôi. Giá cho em là 560k, giá siêu rẻ luôn, rẻ nhất trong các dòng máy khoan bê tông 3 chức năng. Bên này thì sẽ là cái con máy rửa xe của Kutan, hàng chính hãng luôn, máy rửa xe điện. Đấy, giá là 1.250.000, có đầy đủ phụ kiện cho em. Cái đợt là em về hai màu, màu vàng và màu xanh. Bây giờ các bác cùng theo chân em để vào trong cái, hôm qua là em vừa về một lô là có hai màu luôn, để em sẽ vào chi tiết trong kho để em sẽ quay chi tiết cho các bác nha. Bây giờ các bác cùng theo chân em vào trong cái kho hàng mà em đang để cái máy rửa xe này để em giới thiệu chi tiết cho các bác luôn này. Các bác ơi, hôm nay thì kho bên em về rất chi là nhiều thương hiệu hàng chính hãng này, Đắc Tông này, Kutan này và Honka các bác nha. Số lượng kho hôm nay về cực nhiều các bác ạ. Đặc biệt hôm nay em sẽ sale cho các bác nhà mình máy xịt rửa xe mini hàng chính hãng, mức giá cực kỳ là ưu đãi, rẻ nhất thị trường Việt Nam cho các bác. Đây các bác tham khảo cho em. Xin mời các bác cùng tham khảo, đây sẽ là những cái chiếc máy rửa xe, máy xịt rửa xe mini hàng chính hãng của Kutan các bác nha. Đây em có chi tiết cho các bác nhà mình sẽ là hai mẫu nha các bác. Ở đây sẽ là cái mẫu máy màu xanh ạ. Trước tiên là các bác tham khảo cho cái mẫu màu xanh này, sẽ là model mã sẽ là K6 nha các bác. Đây mã K6. Em mở chi tiết cho các bác cho mình nguyên một bộ đây sản phẩm kia và các bác nhận và sẽ đầy đủ như thế này ạ. Đây sẽ là những cái chiếc máy xịt rửa xe mini phục vụ cho các bác xài gia đình cực kỳ là ok, phù hợp với mọi công việc xịt rửa các bác sử dụng này, rửa xe này, rửa sân thềm nhà cửa, tưới cây cảnh ok, hay là anh em thợ điện lạnh nhá, mình đi sử dụng này, vệ sinh máy lạnh hay là máy giặt cực kỳ là ngon luôn cho em. Mã này thì nó thiết kế là màu xanh, ở đây sẽ có công tắc tắt tắt mở này, đấy, cái dây điện dẫn này nha, dài thì trực tiếp 220V, đây này các bác nhìn cho em cái thông số kỹ thuật này, quay cho các bác nhà mình nhìn cái thông số kỹ thuật và cái đồng hồ bơm áp đây ạ, đấy các bác nhìn cho em này, đấy quay sát cái phía bên kia để cho các bác nhìn đọc cái chữ thông số này này, đấy đây, các bác đọc cho em cái thông số kỹ thuật của máy nhá, đồng hồ áp này, đó, cái mẫu này thì sẽ là cái mẫu máy màu xanh. Thông số kỹ thuật của máy này, quay cho các bác nhà mình cái chỗ phần thông số kỹ thuật đây các bác đọc cho em nhé.
và cái đồng hồ áp này, đây này, cái đồng hồ bơm áp đây, phụ kiện đi theo này cũng là đầy đủ như cái con màu xanh luôn. Tức là các bác nhận và sẽ là nguyên bộ sản phẩm đầy đủ chi tiết như thế này. Và hôm nay với mức giá có 1.250.000 thôi. Đấy, các bác lên đơn cho em nhá. Bây giờ quay sát mình vào đây cho các bác nhìn này, đây. Quay sát này để cho các bác có thể nhìn thấy rõ cái sản phẩm này nó sẽ đẹp, sắc nét từng chi tiết luôn cho em. Các bác có thể lựa chọn màu theo phong thủy nhá. Rất là nhiều bác thì mình muốn chọn màu xanh, hay là nhiều bác thì muốn chọn cái màu cam như này. Màu cam nó là cái màu cam pha màu đen ấy, nhìn rất là đẹp, sang, sạch sẽ vô cùng luôn. Nói chung là hai cái màu này, màu lại em cũng đều rất là ưng ý. Đấy, là có rất là nhiều model và nhiều màu sắc, nhưng mà em thấy hai cái model này nó là cái mẫu đẹp. Mẫu đẹp mà mức giá thành thì cực kỳ là hợp lý phải chăng? Vừa túi tiền ai cũng có thể mua được nhá. Đấy, bác nào ưng thì mình nhanh tay liên hệ trực tiếp nhà em. Đặt hàng các bác gọi cho em là máy rửa xe của Kutan, lựa chọn cho em màu xanh hoặc màu cam, đồng giá nhau là 1.250.000 trên một bộ sản phẩm nhá. Các bác có thể tham khảo thêm này, bên này sẽ là một con máy rửa xe của Hukan, hàng chính hãng. Nó sẽ là hàng cao cấp hơn. Cái con máy này thì nó sẽ thiết kế là, đây, thiết kế cho màu xám xi măng này. Công suất sẽ là hàng 3.200W cho em này, các bác nhìn cho em cái thông số đây. Đó, hệ cái đồng hồ bơm áp này. Cái này nó sẽ có thêm một cái nút chỉnh áp ở đây này. Cái nút chỉnh áp là các bác có thể chỉnh áp nhỏ hay là áp mạnh là tùy theo ý muốn của các bác. Cái cuộn dây của nó rất chi là dài luôn các bác ạ. Đấy, nguyên bộ như thế này. Cái cuộn dây của nó siêu dài luôn cho em nhá. Có đầy đủ phụ kiện như thế này. Đó, và các bác chốt đơn thì gọi cho em là máy rửa xe chỉnh áp của Hukan loại màu xám. Cái này sẽ có mức giá là 2.250.000 đồng. Hôm nay thì với những cái mức giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác nhà mình. Đấy, rất là nhiều các thương hiệu hàng chính hãng nhá. Cho nên là các bác mà đang may mắn theo dõi được cái video này thì mình hãy nhanh tay đặt hàng sớm luôn để có đơn hàng thành công các bác nha. Còn đây là một cái thân máy cưa xích pin 12 inch các bác ạ. Cưa xích pin này thì hôm nay các bác sẽ mua được cái mức giá siêu rẻ luôn. Có 599.000 thôi nha, một thân máy chưa có bit nha. Cái thân máy này các bác nhìn cho em cái lam của nó này, lam dài 30cm luôn. Hàng bơm nhất tự động như này cho em, máy không chổi than và xài chân pin phổ thông tiện lợi cho em này. Về nha, canh nắp pin phổ thông và là canh có thể sử dụng được luôn. Và lên đơn mã này đặt hàng thì canh gọi cho em là thân máy cưa xích pin loại màu đỏ. Với mức giá ngày hôm nay là 599.000 thôi, em hỗ trợ bao phí ship cho canh. Với cái dòng này nó là loại lăm dài, cho nên là canh sẽ cắt được những cái cành cây rất chi là to luôn. Mà mức giá thì mức giá hời để phục vụ cho tất cả các anh em mình. Lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là thân máy cưa xích pin 12 inch loại màu đỏ nhá. Với mức giá 599.000 một thân máy này. Bên này sẽ là những cái bộ máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V với mức giá rẻ nhất, mà hàng cực kỳ là chất lượng cho em. Đấy, như cái mã này canh gọi cho em là máy mài điện màu vàng công tắc đuôi, giá chỉ có 350.000 một máy thôi. Còn đây nữa, cái này thì là canh gọi cho em là máy mài điện màu đỏ công tắc đuôi này, giá cũng chỉ có 350.000 một máy thôi. Đấy, mà những cái máy này á, nó sẽ xài là công tắc gạt đuôi, cho nên là canh dùng nhá, nó rất chi là bền công tắc luôn. Đấy, hàng công tắc gạt đuôi như này cho em này. Còn phía bên này thì em sẽ giới thiệu cho canh cả máy mài pin này. Máy mài pin mà hôm nay canh chốt thân máy nhá. Đây là cái thân máy mài pin. Cái này canh gọi cho em là thân máy mài pin màu đen này. Cái thân máy này hôm nay có giá 350.000 thôi. Xả kho cho canh với mức giá chấn động thị trường luôn. Đấy, đi theo là có đầy đủ phụ kiện tay còn tay mẫu ốp bảo vệ lưỡi nhá. Và em còn hỗ trợ bao ship cho canh nữa. Đấy, còn cái này gọi cho em là thân mài Godman này. Thân mài Godman hôm nay có giá 450.000 một thân. Hàng chính hãng, logo dập lỗi trên máy cho em luôn. Công tắc bóp có như thế này, rất là dễ dùng và an toàn khi sử dụng nhé. Bên này em có hai cái bộ đầu khẩu bu lông 1/2 loại dài này. Đấy, như cái bộ này. Bộ này canh gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 10 món. Là nó sẽ có 10 cái khẩu bu lông 1/2 loại dài 8cm. Cái này có từ khẩu 8 cho đến khẩu 24. Thì giá của nó 180.000. Còn cái bộ khẩu này canh gọi cho em là bộ khẩu hộp xanh 20 món. Thì cái bộ này giá có 350.000 thôi. Thì nó sẽ có 20 cái khẩu, từ khẩu 8 cho đến khẩu 32, được chưa ạ? Đấy, còn phía bên kia là những cái con máy mài chỉnh tốc của Hukan này. Cái này canh gọi cho em là máy mài chỉnh tốc Hukan điện màu vàng này. Con này hôm nay em tặng cho canh giá 420 thôi. Nó sẽ là hàng chỉnh 7 tốc ở đây. Đấy, chỉnh 7 tốc độ đây cho em. Chuôi dài công tắc bóp này, có chốt hãm này, rất là dễ dùng và an toàn khi sử dụng. Mà con này có công suất cực đại lên tới là 950W nha. Đấy, đi theo thì có phụ kiện tay cầm tay mẫu ốp bảo vệ lưỡi cho em luôn.
đặt hàng canh gọi cho là máy mài điện chỉnh tóc Hukan loại màu vàng với mức giá là 420.000 một máy cho em này. Bên này thì em sẽ giới thiệu cho canh là cái mẫu máy bu lông pin của Boxun. Cái mẫu này là cái mẫu búa to này, khỏe lắm, cái này nó có 3 đèn led các bác ơi. Đầu bu lông 1/2 đầu đặc nhá. Con này có lực xiết cực đại luôn này, 850 luton này. Đấy các bác nhìn cho em cái lực xiết này, lực xiết 850 luton canh nhá. Đây là thông số của máy đây. Một bộ đầy đủ như thế này, gồm một thân máy, hai pin, một sạc, mà cái pin của nó là pin 15 cell luôn này. Theo hai quả pin 15 cell cực trâu như thế này mà giá hôm nay có 1 triệu, cái này có 1 triệu 3 thôi. Lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Boxun loại 850 luton giá 1 triệu 3 canh nhá. 1 triệu 3 mà nó theo hai quả pin cực trâu luôn, pin 15 cell loại pin chống sốc như này luôn, loại pin xịn luôn á. Theo cả sạc bàn như này cho em này. Đấy, canh làm gara ô tô hay là sửa chữa máy xúc, máy cày, máy lổ canh tham khảo cho em mã này. Đấy, còn bên này là cái bộ bu lông của Boxun loại 380 luton, loại có phụ kiện nhiều. Đấy, canh gọi cho em là bu lông Boxun 380 luton, loại có phụ kiện nhiều nhá. Mức giá là 950 một bộ cho em này. Đấy, cái bộ này thì nó sẽ nguyên hộp là một thân máy với hai pin một xả đi theo, pin 10 cell đây. Và có cái phụ kiện như thế này, rất là nhiều đầu khẩu rồi mũi khoa mũi vít đi kèm cho em. Với mức giá 950.000 một bộ này cho em nhé. Đấy, còn bên này thì số lượng là hôm nay là bếp củi thông minh, bếp củi không khói là bên em sắp hết hàng rồi. Còn có mấy cái nữa thôi, đang có cái chương trình bán tặng cho canh với mức giá tại xưởng luôn. Canh mà chốt bếp củi này, bếp củi size bé này giá 99.000 này, bếp củi size to là giá 199.000 này. Đấy, bây giờ em mời các bác cùng em đi vào trong kho bếp củi để em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác nhà mình cái hai cái mẫu bếp củi thông minh, bếp củi không khói này nhá. Các bác ơi, và ngày hôm nay thì bên em đã ra lò một cái lô bếp củi thông minh, bếp củi không khói với cái số lượng rất chi là nhiều để gửi tới tất cả các bác với một cái mẫu bếp củi mà chất liệu đẹp nhất và mức giá rẻ nhất. Và các bác tham khảo cho em sẽ có hai mẫu các bác nhá. Với bên này thì sẽ là mẫu bếp size nhỏ này, và bên này thì là mẫu bếp size to. Bếp của bên em thì sẽ được làm từ cái loại thép dày, loại đẹp, và mức giá sẽ là mức giá gửi tặng, mức giá rẻ nhất để gửi tặng cho tất cả các bác này. Nếu như mà bây giờ thì sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đấy các bác ạ. Mỗi gia đình đều lên có thể sắm ngay một em bếp củi to này, về đến Tết mình có thể sử dụng để mình luộc bánh chưng này, hay là trong nông thôn thì các bác có thể sử dụng để mình nấu cám lợn này. Đấy, trong những cái ngày mà mất điện hay là hết ga thì các bác còn có thể sử dụng để mình nấu cơm. Đấy, nấu cơm, kho cá. Đấy, và đặc biệt này, đi chơi, đi dã ngoại thì các bác có thể mang theo. Nếu mà đi chơi dã ngoại thì mình có thể lấy một cái bếp nhỏ thôi, mình có thể mang theo mình nướng cá mực, cá chỉ, rất chi là ok luôn các bác ạ. Và em sẽ giới thiệu tới các bác cái mẫu này là cái mẫu bếp nhỏ nhá. Với một cái mẫu bếp nhỏ này thì hôm nay giá chỉ có 99.000 thôi các bác ạ. Cái giá này là giá em bán tặng nhá. Cái mặt kính, cái mặt mà cái đường kính của cái mặt bếp nhỏ này thì sẽ là 30 cm. Đấy, và bếp nó sẽ có 3 kiềng như thế này. Bên dưới thì nó sẽ có 4 cái chân bắt như thế này nhá. Đấy, có 4 cái chân bắt như này cho em, rất chi là chắc chắn luôn. Và với một cái bếp size bé này, các bác có thể chịu tải được một tạ, tức là mình có thể đặt được một cái nồi nước tầm một tạ lên đây để mình có thể đun nấu được luôn này. Các bác nhìn cho em này, nó sẽ có hai cái tay xách nhá. Đấy, hai cái tay xách ở hai bên như thế này, rất là chắc chắn như thế này thì các bác có thể dễ dàng di chuyển, mình có thể mang ra ngoài sân này, ra cửa nhà hay là ra góc vườn, ra ngoài cổng nhà mình vẫn có thể mình sử dụng được. Đấy, và xung quanh bếp thì nó sẽ được bịt kín mít như thế này để khi mà các bác đã nhóm lửa lên rồi, nó đã có lửa rồi thì nó sẽ không có khói đâu. Đấy, cái này thì cái phần này nó sẽ là cái phần trống ở đây, cái khoảng không gian trống này thì để các bác sẽ đưa củi vào đây. Mình có thể dùng bằng củi này hay là than hoa nhá. Đấy, và với một cái bếp nhỏ thì hôm nay giá chỉ có 99.000 thôi. Còn bên này thì sẽ là cái bếp to. Cái bếp to thì cái đường kính nhá, cái mặt bếp này, cái đường kính của nó sẽ là 40 cm. Đấy, nó cũng giống như cái bếp nhỏ, chỉ có điều là nó là cái kích thước to hơn. Đấy, thì cái kích thước to hơn này thì nó sẽ chịu tải được cái trọng lượng lên tới là 2 tạ đấy ạ. Và với mức giá 199k cho một con bếp to. Đấy, còn bên này là con bếp nhỏ nhá. Các bác lựa chọn này, cái kích thước nào mà nó phù hợp với gia đình mình thì mình có thể tham khảo và lựa chọn cho em.
thị trường các bác mua đang giá rất là cao, nhưng mà cái này thì là một cái sản phẩm mà bên em bán tặng, cho nên là các bác đang được mua cái mức giá ưu đãi nhất. Thì nếu như mà bác nào hôm nay đang có nhu cầu tìm mua một em bếp củi thông minh, bếp củi không khói với mức giá rẻ nhất, thì các anh hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp nhà em số điện thoại trên màn hình để mình có thể tham khảo đặt hàng cho em là bếp củi nhá. Đấy, bếp củi thông minh, bếp củi không khói. Đợt này em về cái số lượng nói chung là ra lò được một cái số lượng khá là nhiều. Đấy, cho nên là sẽ có cái chương trình bán tặng. Đây là một cái sản phẩm em bán tặng, em tri ân. Đấy, em nhấn mạnh với các bác là sản phẩm bán tặng tri ân. Đấy, cái này thì em không có buôn nhá. Cái này không có buôn, cho nên là em chỉ có làm để mà bán tặng cho tất cả các bác khách hàng thân thuộc thôi, vì là cái này thì các bác quan tâm và hỏi em rất là nhiều. Đấy, nó đang là một cái sản phẩm hot và đang được nhiều các bác quan tâm, bởi vì nó quá là tiện lợi. Nó chỉ bằng có 1-2 bát phở bò thôi mà các bác có thể sử dụng 3-4-5 năm chưa hỏng các bác nha. Nào, bác nào mà ưng, bác nào mà chốt thì mình hãy nhanh tay liên hệ ngay để em có đơn nha.